Em mua cái nhà. Chia sẻ với cả nhà mình một chút xíu nha, là thật sự rằng là hôm nay rất là bận rộn và gấp rút, cho nên là như không có trang điểm để lên công ty mà chỉ có vẽ chân mày cái rồi chạy đi thôi. Nhưng mà bình thường á là như hay chăm sóc da cũng như là trang điểm một ít nhẹ thôi để bảo vệ cái làn da của mình, bởi vì mình ngồi trước cái máy tính thường xuyên á, rồi mình tiếp cận với điện thoại thì nó cũng có những cái tia bức xạ và nó làm cho da của mình khi mà lâu ngày mình không bảo vệ thì nó sẽ bị thâm nám, cũng như là nó sẽ bị lỗ chân lông to, nó sẽ làm xấu cái da của mình đi. Thành ra là như mỗi ngày như đều dùng cái này đây, Novay SPF 50. Cái này nó hơi ngọt ha, lấy cái này thoa lên trên da, bây giờ thoa luôn nè. Thì lấy cái này thoa lên trên da, mình sẽ để một cái lớp mỏng thôi, tại vì cái da mình này nãy như nói rồi đó, chạy lên công ty thôi cũng chưa làm gì, thành ra mình thoa nó cũng dễ. Với lại khi mà mình thoa lên á thì như thấy có một cái hay ở một chỗ là nó sẽ giúp cho da của mình nó có một cái độ ẩm, không có quá ẩm đâu, nhưng mà khi mình ngồi môi trường máy lạnh hoặc là công sở nhiều á, hoặc là mình tiếp xúc nhiều với lại cái nắng đồ đó, thì nó sẽ làm cho da của mình bị khô đó. Đó, thì thoa một ít. Bây giờ là sáng sớm, mọi người đang bắt đầu lên công ty cho nên nó hơi ồn một chút. Còn chán nữa mọi người ơi. Hà Lê phải làm đẹp thôi, mình già rồi, mình 28 tuổi rồi, đâu còn trẻ giống như mấy bạn 18 tuổi nữa. Hồi đó mà lúc mình như mười mấy tuổi, hoặc là tới lúc mình như 24, 25 tuổi, thậm chí như cũng chẳng có cần phải dưỡng da luôn, tại vì lười á. Nhưng mà bây giờ mình già rồi, mình phải ý thức hơn một chút đó. Thì cái này là xong ha, còn dư một ít thì làm cái gì mọi người biết không? Đây, tay của mình cũng bị trong máy tính chiếu ta vậy, mình bảo vệ luôn. Rồi cái tiếp theo nữa là như có một cái cây son, như có một cái cây son màu đỏ. Như thường thường như rất là thích đánh màu đỏ, nó tiện lắm. Mình sẽ đánh son lên. Đánh son vậy ha, xong rồi á mình sẽ lấy cái miếng son này nè để mình làm má hồng luôn. Đó, cả nhà mình thấy không, rất là tiện, mà rất là tiện luôn. Bên đây cũng vậy đó, thấy không, bên đây nó ẩn hồng mà nè, bên đây thì nó sẽ chưa hồng. Chỉnh lại một chút, đánh lên đây một ít. Nói chung là mình không lấy thêm, nhưng mà cái tay của mình còn một ít á thì mình đánh trên cái đồ mũi của mình luôn. Rồi coi như xong. Vậy thì bây giờ mình ngồi chơi một chút xíu nha, tầm cỡ 15 phút cho tới 20 phút cho cái Novay này nó thẩm thấu vào da của mình đó. Sau đó mình hãy phủ phấn lại, mình sẽ phấn phủ lại với lại cái son Daily Gold. Cả nhà mình để ý nha, để mình có thể làm đẹp mỗi ngày cho chính bản thân của mình và những người xung quanh của mình nữa bằng những sản phẩm cũng như đang dùng từ Oriflame. Bye bye.